Lời tôi cao bonsai Sai Ngọc Sơn mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa trong người quê hương tổ quốc nha. Hôm nay em có về một lô hoa mẫu đơn rất là đẹp nha, đỏ rất đẹp nha. Đỏ đã chỉnh sửa rất là lâu năm mà già cây luôn. Khủng đẹp để chơi Tết luôn các bác anh chị, đang ra nụ hoa rất là đẹp nha. Và số điện thoại của em là 0332662771, cũng là số Zalo Facebook của em luôn. Rất hân hạnh gặp được cô chú bác anh chị nha. Bao ship toàn quốc. Cây là tán ngang rất là đẹp, cây này đã chỉnh sửa đẹp không nha bác chị. À, bữa nay em về là ba mặt hàng nha. À, đỏ, vàng, à, tím sen. Và đầu tiên em đo cây số 1. Tán ngang của nó là 1m1, gần 1m2 nha mấy anh chị. Cây đã chỉnh sửa rất là đẹp. Chiều cao là gần 1m đó. Cây này hàng lớn nè, này các con sai, cây này về vô chậu lớn bác anh chị nó ra đỏ rực rỡ luôn. Hoành thân là 15 luôn. Rồi đầu tiên cây số 1 này em vô luôn quý bác anh chị là 450.000 đồng bao ship. Cây này là bợ về là vô chậu lớn đẹp dữ lắm các anh chị, hôm nay lựa số mà chơi nha. Em về mặt hàng lớn cho anh chị chơi luôn. Đó, các anh chị coi những cây em về là cây đỉnh không đó. Vịnh ngay là vậy nè. Vịnh đó ngay vịnh qua em vậy nè. Cây rất là đẹp luôn, cây số 2. Chiều cao của nó là 7-80 luôn nha. Đó, quát mặt sức lựa nha. Cây khích gích tàn để các bác chị chơi Tết nha. Đang nụ hoa chỗ luôn. Tán ngang là tán ngang 90 luôn. Một cốt chành cà ná luôn. Các bác chị mặc sức mà lựa cặp chơi nha. Em bán giá cũng bình dân thôi nha. Hoành thân là 16 luôn nè. Là hoành thân lớn hơn cây này nữa. Cây số 2 này em giao lưu là 400. Bao ship toàn quốc luôn. Khó mà kiếm được đỏ gì nha. Đó, dựng cây ngay đằng nữa. Tưới nước cho gút vô bồng. Rồi cây số 3 là thằng Thông nha. Cao của nó là 1m, tán ngang là 65. Hoành thân là 13. Rồi cây số 3 em giao lưu là 350.000 đồng. Thằng Thông đỏ luôn. Đó, cây đã chỉnh sửa hết, khích gịch hết nha. Không chỗ trống nữa hết. Này Tết chỗ bông cây rực rỡ nè, đang ra hoa bông nè, búp hết trơn rồi. Và cây số 4, cao của nó là cũng gần 1m luôn. Tán ngang cũng là 65-70 luôn, cốt nó khúc nào nói gì nè. Bắt về nhớ trồng hạ cốt xuống ngang rất đẹp ha. Hoành thân là 17. Rồi cây số 4 em vô luôn là 400. Đó, khích gạch luôn bác chị về tỉa xương xương nữa. Muốn mua em tỉa xương xương dưới đây cho. Lên chậu luôn nha. Rất là bông là gỡ luôn. Cây số 5. Đó, có đi coi đây khích gạch luôn. Chiều cao của nó là 65-70 luôn. Tán ngang là 80. Hoành thân là 13 luôn, còn 14 á. Rồi cây số 5 em vô luôn cũng là 400 luôn. Nè nữa em tỉa mấy cái nhánh nhơ, nó ghì ghì dưới đây cho bác chị chơi. Đi về vô chậu hả? Nãy em mới về rồi là quay rồi không có kia kịp tỉa cho bác chị nha. Đó. Rồi cây số 6 Tàng Thông, chiều cao của nó là 1m, tán ngang là 60. Cũng là một cốt của bác chị gì hạ xuống giùm em nha. Em bướng em giữ cái mặt bầu ở trên đây gì cho bác chị gì chơi. Hoành thân 15. Rồi cây số 6 em vô luôn là 350.000 đồng bao ship toàn quốc 350. Bản giá bình dân bác chị chơi luôn. Bỏ hết lô đỏ này về là ok luôn. Cây số 7 cao cũng là 60, tán ngang là 60 luôn, tròn mà khích luôn. Cũng là một cốt rất là bự luôn nha. Đó, hoành thân là 15 nha. Đỏ này đã già hết trơn, chỉnh sửa lâu năm rồi nha. Cây số 7 em vô luôn cũng là 350.000 đồng luôn. Em bao ship tới nhà luôn. Đẹp không luôn anh chị, hàng tuyển không đó. Cây số 8 cao của nó là 1m, tán ngang là 80. Hết biết cái cây nó đẹp nha mấy anh chị. Rồi về hạ xuống giùm em ha. Nó một cốt nè, tại nó trồng lâu năm nó có củ rồi nè. Em đo tổng này cho. Tổng hoành của nó là 26, em đo cốt lớn của nó trên đây cho bác coi ha. Cốt lớn ở đây là 16. Đó, tổng là 26, cốt lớn 16 nha. Cây số 8 em vô luôn là 400. Tha hồ quá chị lựa nha. Bao sống đẹp luôn. Cái này là quấn tỉnh bơ luôn. Cây số 9 cao 1m1, tán ngang 60. Một cốt ẻo điệu luôn. Đó. Đỏ nha, đỏ là khó kiếm luôn này các anh chị. Hoành thân là 13. Cây số 9 em vô luôn là 350.000 đồng luôn. 350.000 đồng để Tết của anh chị có bông đầy đủ rực rỡ luôn. Hoặc bán lại cũng lời nữa. Cây số 10 cao 1m,
cũng hiểu hiểu luôn, đánh ngang 60 luôn. Đó. Cây này với cây nãy là một cặp đó mấy chị, nó có cặp ở đôi nha. Hoành thăng là 14, cái này hoành thăng bự hơn chút. Rồi quay ngay cây số 10 em vô luôn, cũng 350.000 đồng luôn, 350.000 đồng đặng đặng đây là luôn. Cây số 11 khích gịch tàn đẹp luôn đó, tán ngang là 90, chiều cao là 65, gần 70 á, chiều cao gần 70 đó nha, tại em trừ hao ha, em đo một cốt dưới đây nha, em không có hạ mặt bầu xuống, hạ chờ rễ non nó hao cây mình ha. Hoành thăng là 20. Rồi cây số 11 em vô luôn là 400, khích gịch nha mấy chị. Bông một cái là đỉnh luôn nha. Đó, đang búp búp bông rồi, nó vừa tết luôn á. Rồi cây số 12, cao cũng là 1m1 rồi 1m2 ha, cũng yếu điệu luôn. Tán ngang cũng 60 luôn, khích gịch cây nha. Em mới về lên luôn, quay luôn lên luôn. Hoành thăng là đây là 17 nha. Cũ chưa tính. Cái số 12 em cũng giao lưu là có 350.000 thôi. Hoành thăng chào bá lửa 350, mực xích tha hồ lửa ha. Cây số 13. Ồ rất là đẹp. Muốn cắt cái này bỏ là nói em nha. Rồi để ai muốn thích gì nữa, muốn bẻ cái gì bẻ. Chiều cao của nó là gần 1m, 8.090. Một cũng là một cốt nha. Chào bá nện dưới đây nè mấy anh chị. À. Rồi dưới đây đi. Cốt của nó đi. Hoành thăng dưới đây là 20. Cây số 13 em giao lưu là 450.000 đồng. Mình thăng 20 nha. Đỏ mà mình thăng 20 là cũng không có vừa đâu. Mà tàn đã chỉnh gịch luôn. Cây số 14. Cao cũng gần 1m luôn. Tán ngang cũng là 80 luôn nha. Khích gịch cây luôn. Đó. Rồi đây ha. Cũng là một cốt luôn. Đỉnh luôn. Hoành thăng dưới đây là 19 luôn. Rồi cái số 14 em giao lưu là 400.000 đồng luôn, bao ship toàn quốc 400.000 đồng, kích gịch luôn. Cây này với cây 13 ăn cặp á, 14 13. Cây số 15 cao là 1m1 gần 1m2 á, tán ngang cũng 90 luôn, một cốt luôn nha, chứ không phải bệ nha mấy anh chị. Cốt dưới đây nè, các chị hớt rồi lên chậu đưa lên. Hoành thăng dưới đây là 23. Rồi cái số 15 em vô luôn là 400.000 đồng luôn. Số 15 đó. Cây số 16 cao 1m2, tán ngang là 75 gần 80 nha. Hoành thăng ở đây là 18 đó. Cây số 16 em vô luôn là 400.000 đồng. Cái này lên chậu từ từ thôi, lên chậu là đỉnh luôn nha. Quay rõ ràng cho mấy chị coi luôn ha. Rồi còn bác chị được có mua kia em quay lại thì em quay lại bác chị coi nha, các bạn Zalo em quay lại nha. Cái số mấy rồi, cây số 17 đó. Cao là 70, tán ngang là 90, khích gịch luôn. Những mấy cây này là cây đã thành phẩm sửa chữa hết rồi ha, rất đẹp nha bác chị, em bán giá gì là ok cho bác chị đó nha. Hoành thăng 18 luôn. Rồi cây số 17 em vô lưu là 400.000 đồng, hoành thăng 18 luôn. Rồi cây số 18 đó. Cao của nó là 65, tán ngang cũng 65 luôn nha. Nhẹ thôi, quay lên nhìn đây là những nè, cốt chà bá nện luôn. Em đo trên đây thôi, đo dưới đường chim mất công. Hoành thăng trên đây là 16 luôn. Cây số 18 em vô luôn là cũng em 10 mấy à. Cây số 18 em vô luôn là 400 luôn. 17, 18 một cặp luôn. Sắp có cặp hết. Rồi, cây số 19. Cái này ai có về vô bình tích đẹp đó ha. Số 19, chiều cao của nó là 1m, trên 1m đó nha. Tán ngang là 75. Đủ chi cạnh đó ha. Bộ nơm này dữ lắm nha. Em đo hết bộ nơm này luôn. Bộ nơm này của bác chị vô ấy đẹp lắm nha. Đó, tổng hoành là 30. Rồi, cây số 19 em vô luôn là 400. Khích gịch luôn, 400. Rồi xuống em. Dẹt cái đường này qua nè, bước đi, lật cái tấm xe nó qua đó. Cây số 20. Cây này cây nãy là đẳng cấp luôn nha. Cao cũng là 1m1 trở lên á. Đó. Đó mà cây này nó thoáng nữa hơn nha. Tán ngang cũng 75. Mấy cây này đó. Cây lâu năm rồi, tái che hết trơn, cây đã thành phẩm hết rồi, đẹp lắm.
Chị là mở bỏ cái lô này là ok luôn ha. Mục tiêu vậy luôn. Tổng quạnh đây là 25. Rồi cái số 20 em giao lưu là 400 luôn. Bằng cái nãy luôn. 400. Mấy cái đó để ngoài biển. Để cái túi vậy. 21. Cao 1m1. Đó. Tán ngang 60 khích gịch nha. Bác chị muốn lựa thằng thông, lựa thằng tròn lựa ha. Cây đã chỉnh sửa của bác chị yên tâm nha. Vậy cái để vô cắt để tỉa xương xương là chơi. Hoành thăng 14 luôn. Rồi cái số 21 em vô luôn là 350.000 đồng. Đó, 350.000 luôn. Rất xinh mà đẹp cho bác chị dễ chơi luôn. Bước ngang. Thằng khờ. Dẹp cái hàng tím sen này bước ngang cho nó nhẹ. Đi chi vòng cho nó cực. Cái số 22. Cao của nó là 65. 8.000 cũng 65 nha. Quả trời này đều đặn luôn nha. Bộ đế các hàng bonsai là hết sảy luôn nè, nó bự nè. Hoành thăng là 15. Rồi cây số 22 em vô luôn là 400. 400.000 22. Quay cái tay dịu dàng vậy nè, làm gì nặng đó. Có rớt đâu. Dính chịu thêm anh thôi. Cây số 23. Cao của nó là nếu mà tính cái đọt ở trên đó luôn á là cao cỡ 1m3 nha. Tán ngang là 1m. 23. Cây này trong đây có cây này lớn cây nha cô bác anh chị, mới có giá tiền này nha. Rồi này hàng dữ đó, hoành thăng 24. Tổng hoành đó nè, cứ cũ chờ bán chứ không phải chia ra nha. Rồi 23 em giao lưu là 500, bao ship toàn quốc luôn. Màu chờ bán nền luôn, vô chậu là chơi luôn. 24. Cao cũng mít 2m3 bằng cây nãy luôn đó nha. Bán ngang 60. 65 60 á. Cây này thì cũ dữ hơn nữa. À, cái này thì một gốc cốt dưới đây lớn lắm. Đây, hoành thăng ở đây là 20. Rồi cái số 24 em vô luôn là 400. 400.000 đồng, số 20. À. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại em là 0332662771 luôn. Em ở tổ 2 F6 xã Thới Hưng, huyện Gò Đỏ, thành phố Cần Thơ. Rồi cái số 25. Cao là 65.070, tán ngang cũng 65 luôn. Cây này lên nó chia ra đã lắm. Em đo một cốt cái đây thôi. Hoành thang đây 11. Hai cái đều gan nha. Em không tổng hoành nha. Cái số 25 em vô luôn là 350.000 đồng. Khích gịch luôn. 350.000 đồng. Cây số 26. Cao 1m. Đá ngang 65. Khích gịch luôn. Mắc cây tre ở đây à. Hoành thăng là 12, 13 luôn nha. Cái số 26 em vô luôn là 350.000. Buồn trên này. Buồn nhẹ nhẹ trên này. Rồi, cô bác thấy đẹp. Đó. Quy điều cây gì đó. Rồi. Cây số 27. Cao là 95. Gần 1m đó. Tán ngang 65 luôn. Cũng là đỏ luôn. Chừng nào tới màu khác em nói ha. Hoành thăng 14 luôn. Tính 13 đi. Cái số 27 em vô luôn là 400. Thoáng cây một gốc rất là đẹp. Rồi. Cây số 28 cao 60. Tán ngang 60. Hoành thăng là 15. Cây số 28 em vô luôn là 350.000. Buông tay đây. 350.000. Đó. Gạch luôn. Đang cái búp búp hết rồi. Cây số 29 cao 1m2. Tán ngang 70. Đó. Một cốt hết các bạn chị, vì hạ mấy mụn mớ đắt xuống là xuống cốt hết nha. Hoành thăng là 24 luôn. Rồi cây số 29 em vô luôn là 400. 400.000 đồng 29. Rồi. Cây số 30 cũng là hết đỏ nha các anh chị. Cao 1m. Tán ngang là 65 gần 70 luôn. Nó bán chị nào nhớ mua cái kia em tỉa, em tỉa dưới đây cho đẹp đẹp lại cho ha. Em mới về em chưa có dọn cho bác vị, nhưng mà đang chủ giường ta dọn đẹp hết nhiều thôi. Hoành thăng 14 luôn. Rồi cái số 30 này em vô luôn là 400. Cũng là hết đỏ nha. 30 cây đỏ rất là đẹp. Rồi. Sau đây em lên tím sen. Qua mẫu đơn sen nha. Số 31. À. Bác chị mặc sức coi ha, mà lựa ha, giá bình dân đồng giá nha. Đoạn cây nó đồng giá không, tại em lựa theo cặp không à.
nào thông mà thông, còn ấy cao là 6-70, tán ngang của nó là 85. Này lung linh xinh luôn nha. Hoành thăng 15. Rồi cái số 31 em vô luôn là 350.000, 350.000 luôn. Đây là chỉnh sửa đẹp luôn. 32 cao cũng là 68-69-70 á nha, tán ngang cũng là 65 luôn, nó cỡ cỡ không à. Hoành thăng 15 luôn, 32 em vô luôn cũng là 350.000 luôn, 350.000 sen luôn, ba mẫu đơn sen. 33 cao cũng là gần 70 luôn, tán ngang 65 luôn. Hoành thăng cái này 14, 33 em vô lưu là 350.000 luôn, đồng giá đồng thiền luôn, lựa cặp mà chơi ha các anh chị. 34 cao 65 tán ngang 60 luôn. Đó. Cây khích gịch cây luôn. Đó, coi nha. Hoành thăng là 13, em nói trên á. 34 em giao lưu cũng là 350.000 luôn. 350.000. Các anh chị chơi luôn. 35. Trời ơi cái này nó đẹp. Cao 60 tán ngang 60 luôn, nó đồng thanh đồng thanh đồng thủ luôn. Hoành thăng là 16, tính 15 đi. Cái số 35 em giao lưu là 400. Trong đây có cây này bự nhất nè. 400. Thằng 15 luôn. Cây số 36 cao 60 tán ngang 60 luôn. Một cốt một thiền dáng hiệu điệu luôn. Hoành thăng là 10. Nhưng mà trên nó bự nha. 36 em vô luôn là 300. 300.000 khích kịch luôn. Rồi. 37 cao 65 tán ngang 65 luôn. À, cái này dữ lắm, cứ cốt cái này bự các anh chị. Về nhưng mà mua em dọn sửa lại dưới đây cho nha. Cốt này lớn lắm nha, cốt bự lắm, lâu năm lắm rồi. Tổng hoành ở đây là 24. 37 em vô luôn là 400. 400.000 37. Rồi. Đây đã khích gịch tàn khỏi chợ, khỏi sợ phơm tàn để chống. 38 cao 60 tấn ngang 60 luôn. Hoành thăng là 12 luôn. 38 em vô luôn là 350.000 luôn. 350.000 38. 39 cao 90 tán ngang 65. Tổng hoành là 17 đến 16 thôi. 39 em vô luôn cũng là 350.000 luôn. À, thông luôn. Rồi. Cái số 40 cao 60 tán ngang 60 luôn, mới bứng về còn cỏ không luôn nè. Hoành thăng 14 luôn. Cái số 40 em vô luôn là 350.000 luôn. À, dễ chơi cho bác chị chơi luôn. 350.000. 41 cao 65 tán ngang 65, cái này dữ lắm, bự nha. Đó, nó đã hôm lên hết rồi nè. Tổng hoành là 26. 31 em vô 41 em vô luôn là 400. Đó, khích gịch như nón bài thơ luôn nha. 42 cao 90 tán ngang 55, nó có cái cuộc chỏ nên ngộ thiệt chứ, đã thiệt chứ. Chị chồng ngay dáng đã lắm, chồng dáng đổ chồng. Hoành thăng của nó là 14. 42 em vô lưu là 350.000. Thằng mua tay đựng cứng quá. 350.000. Này có bác gì cây này nữa chồng gì này các bác anh chị. Ui 444. Đó, tự nhiên nó có cái eo là mất cười thiệt chứ. Eo như dáng đổ, cái này cắt bỏ này cho dáng đổ đã lắm, bẻ một bỏ bẻ một xe xuống. Rồi. 43. Cao 65 tấn ngang 60. Thoáng và đẹp luôn. Hoành thăng là 15 tính 14 đi. 43 em vô luôn cũng là 350.000 luôn. 350.000 cũng là hết sen luôn ha. 44 tới vàng, vàng đẹp luôn nha các bác anh chị. Khích gịch phơm tàn hết nha. Vàng em nó lựa nha. Đó. Cây già cây nứt hết trơn nha. 44. Bộ đế rất là lớn nha.
Em lựa cặp các bác chị cứ chơi lựa ha. Hoành thân em đo trên đây là 15 nè, khỏi đo dưới đây. 44 em vô luôn 350 ngàn luôn. Các bác chị chơi luôn, phơm tàn trên khích gịch luôn. Đó. Gịch các bác chị coi luôn. Đó, 45. Ảnh với anh này là xứng đôi chưa? Còn cây sao cây nữa mới xứng đôi vừa lửa của nó. 46 rồi. 45. Cao của nó khoảng 65 tấn ngang 65 70 á, tấn ngang bự hơn chiều cao nữa. Mà một cốt cái hàng này hàng bonsai rất là đẹp. Nứt cái chân hoành thân 19. 45 em vô luôn là 400. Hoành thân 19 nha. Tán ngang là 1 mét đó. Rồi. Quay trở vô được cho nữa. 46. Cao 65 tán ngang 65 luôn, cũng một cốt luôn. Thoáng cây luôn nha. Hoành thân ở đây là 16 luôn. 46 em vô luôn là 400. 400 ngàn 46 nha. Tại mới cắt ba cái bông là đừng cho vừa Tết có bông của anh chị chơi ha. 47, 46 47 một cặp. Cao 65 tán ngang 65 ngàn 70 luôn. Một cốt luôn, vàng luôn. Hoành thân 15 luôn. 47 em vô luôn là 300. 300 ngàn 47. Cây đã khích hết luôn. Cây lựa không nữa các anh chị. Sức mà lựa số chơi. 48. Cây này cũng đẹp nè. Cây này với cây nãy đẹp dữ lắm nè. Cây này với cây hồi nãy 40. Cây này cây 48 với 45 một cặp đó. Anh chị mai có lựa thì lựa ha. Chiều cao của nó 65 tấn ngang cũng gần 1 mét luôn á. Lớn cây bộ đế rất là già luôn ha. Em không có khui nè. Em cắt nhẹ đây bộ đế dữ lắm nó lớn. Hoành thân là 22, tính 21 thôi. 20 cũng vừa đó. Vàng hoành thân 20 là cũng dữ lắm rồi. Rồi 48 em vô luôn là 400. 400 ngàn luôn, 48. Cây 48 với 45 là chẳng cặp đó. Đó hai cây xứng đôi đó luôn. 49, cao 1m2. 1m2 á. À. Tán ngàn là 65. Tàn thông luôn, da me vàng, da me luôn nha. Lắm cái này già cây hết rồi. Hoành thân là 21 em đó trên á. Rồi 49 em vô lưu là 400. 400 ngàn tầng thông nha. 49 rồi. Bạc nào cô bác này mua số lượng nhiều thì em bớt chút đỉnh thôi nha, tại phí này còn với phần em bán giá này sát giá mấy chị chơi vừa bán lại ha. Cây 50 cao cũng 1m2 đó. 1m2 8 ngàn. Cây này lớn lớn cây hơn cây nãy nha. 8 ngàn của nó trên 1m đó, 1m1 gần 1m1 á. Cái này dữ lắm nè. Nãy cây 49 với cây 50 này là một cặp nè. Em lựa cặp không đó. Hoành thân là 20 luôn nè. 21 đến 20 đó ở trên. Cây 50 này em giao lưu là 450 ngàn luôn. Cộng với cây hồi nãy luôn nha. 450 ngàn một cặp. Rồi. Dữ lắm nó khích nha. Nó mà có bọng hết nó dữ lắm cho nó đã. Cây 51. Cao của nó là 1m1. Tán ngang 60. 60 65 rồi nha, cũng mười cốt chà bá nợ luôn, cầm không giáp luôn nha. Hoành thân 19 luôn nè, chứ không có nhỏ. Cái số 51 em vô luôn là 350.000. Quá trời cho bác chị chơi đẹp luôn. 350.000 hả? Bao ship luôn. Cái 52 cũng là hết luôn đó bác anh chị. 51 52 một cặp nè, cao cũng gần 1 mét luôn á. Tán ngang cũng 65 gần 70 á nha. Cái này cũng một nợ luôn nè. Cốt á. Hoành thân cũng 19 luôn nè. 52 em cũng vô luôn là 350 ngàn luôn. 51, 52 một cặp ha. Này bợ cái là đã luôn. Rồi. Dựng nó luôn đi. Dựng nó hình chụp hình. Rồi qua đó đó. Xây cái chiều cong vô. Còn đến tưới nước nó không ngã. Rồi em mến chào và hẹn gặp lại cô chú bác vào những clip tiếp theo.